Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống Khỏe Sống Tốt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 nội dung chính sau đây. 1. 5 món canh dân dã lọc sạch độc tố nội tạng. 2. Bài tập xoa ngón tay chỉ sau 7 ngày là trẻ lại, gan thận hồi sinh, biết sớm, khỏe sớm. Và 3. 3 nhóm người không nên uống nhiều nước kẻo ngộ độc oan. Ngay sau đây, mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. Năm món canh dân dã lọc sạch độc tố nội tạng. Ẩm thực Việt Nam ăn theo mùa, dùng theo tức, tùy vào nhu cầu cơ thể và khí hậu mà thuận theo. Vì thế, cứ vào mùa hè khi trời nóng bức lại có những món dân dã giúp mát gan, hạ nhiệt và giải độc cực hiệu quả. Mỗi tuần nên ăn 1 đến 2 bữa rau này, giúp giải độc toàn bộ hệ tiêu hóa. 1. Canh sấu rau rút. Sấu có vị chua, tính mát, nhờ lượng vitamin C dồi dào, rất tốt trong việc diệt khuẩn và phòng chống viêm nhiễm cho đường ruột. Dân gian cũng biết dùng tính giải độc của sấu để giải rượu, loại bỏ chất độc bia rượu đọng lại trong gan. Trong khi đó, rau rút có tác dụng an thần, mát gan, giải nhiệt độc, có tác dụng chữa chứng mất ngủ, trị nóng trong, sinh mụn. Hai loại nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ thành món ăn vừa thanh mát đưa cơm lại rất tốt cho hệ tiêu hóa. 2. Canh cua nấu mướp và rau đay. Ba nguyên liệu này kết hợp không chỉ đem đến món canh dân dã đưa cơm mà còn là liều thuốc giải độc rượu và tiêu mỡ trong gan cực hiệu nghiệm. Cả ba thứ này đều có tính mát, vị ngọt thanh, thanh nhiệt giải độc, mát gan và trị nóng trong. Người hay ăn nhiều dầu mỡ thịt thà, mỗi tuần nên có vài bữa canh cua để thanh lọc hệ tiêu hóa. 3. Canh mướp đắng thịt nạc. Hầu hết các thực phẩm tính đắng đều có công dụng giải độc, sát khuẩn và mướp đắng cũng không phải ngoại lệ. Không chỉ chứa hàm lượng vitamin C cao, mướp đắng hay khổ qua còn có tính mát, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ khí, bổ huyết, chống say nắng, sáng mắt. Trong khi đó, thịt nạc là thực phẩm có chứa nhiều protein và dưỡng chất tốt cho cơ thể nhưng lại không gây béo. Kết hợp hai món này giúp giải độc gan rất tốt mà vẫn ngon miệng, đủ chất. 4. Canh rau ngót thịt băm. Như hầu hết các loại rau lá xanh đậm khác, rau ngót có tính làm sạch và thải độc nội tạng rất tốt. Nó còn có ưu điểm nữa là giàu chất sắt. 100g rau ngót có lượng chất sắt gần bằng thịt bò, giúp tăng cường tuần hoàn máu ở gan và thận, từ đó thúc đẩy hoạt động chuyển hóa, thải độc và bài tiết ở các cơ quan này tốt hơn. Nguyên tắc khi nấu canh giải độc là nên nấu nhạt, ít dầu mỡ. Vì vậy, kết hợp thịt nạc hoặc tôm tươi là tốt nhất. 5. Canh hến nấu bầu. Hến nấu canh bầu rất thơm ngon và ngọt mát, dễ ăn. Không chỉ vậy, món canh này còn rất tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, thịt hến vị ngọt mặn, tính hàn, không độc, có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, giải độc, giải lợi tiểu, hoạt tràng, thông khí, rất phù hợp ăn vào mùa hè. Trong khi đó, thịt quả bầu có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, trừ độc, mát máu, chữa đái dắt, trị mụn nhọt. Đặc biệt còn có lợi cho bệnh nhân tiểu đường, giảm thiểu biến chứng lở loét do căn bệnh này gây nên. Chuyển sang nội dung tiếp theo. Bài tập xoa ngón tay chỉ sau 7 ngày là trẻ lại, gan thận hồi sinh, biết sớm khỏe sớm. Quý vị thân mến, theo Đông y, ngón tay chính là trái tim thứ hai của con người. Việc chăm sóc ngón tay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Kiên trì chăm sóc thì sức khỏe của bạn sẽ tốt lên trông thấy. Đây là cách chăm sóc cơ thể được các chuyên gia Đông y khuyên mọi người tập luyện thường xuyên, bởi nó không gây tốn kém, không mất nhiều thời gian, thực hiện ở tất cả mọi nơi và đặc biệt chữa được nhiều bệnh. Cách thực hiện: dùng ngón tay cái và ngón trỏ cầm lấy một ngón tay của bàn tay bên kia, sao cho sát vào phần đầu ngón tay ở hai bên móng tay. Bạn bóp day như vậy trong khoảng 10 giây, làm lặp lại với từng ngón tay hoặc ưu tiên ngón nào đó tương ứng với mục tiêu chữa bệnh của từng huyệt vị mà ngón tay đó sở hữu. Thực hiện đều đặn động tác xoa bóp tay mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ khi biết cách làm này sẽ giúp bạn tránh được nhiều căn bệnh. Cụ thể như sau. Thứ nhất, ngăn ngừa bệnh thận. Thận tốt, sức khỏe tổng thể cũng sẽ tốt hơn. Để ngăn ngừa các bệnh về thận,
bạn có thể xoa bóp mặt trong của ngón tay giữa của bàn tay trái, có thể làm ấm và tăng nguồn sinh lực cho thận, rất tốt cho sức khỏe của thận. Thứ hai, tránh xa bệnh tiểu đường. Ngoài yếu tố di chuyển, nguyên nhân của bệnh tiểu đường có thể là do ăn quá nhiều thực phẩm có đường. Nếu cơ thể không thể tiêu hóa và hấp thụ chúng kịp thời, đường sẽ phá hủy các tế bào miễn dịch, dẫn đến suy giảm sức đề kháng. Để ngăn ngừa bệnh tiểu đường, mọi người nên xoa bóp ngón trỏ bên tay trái. Cách này có thể kích thích cơ thể tiết ra nhiều insulin hơn, phá vỡ và tiêu hóa carbohydrate đi vào cơ thể, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tất nhiên, ngăn ngừa bệnh tiểu đường không chỉ là vấn đề xoa bóp ngón tay, đây là một phương pháp phụ trợ, mọi người vẫn cần phải phát triển lối sống tốt. Thứ ba, ngăn ngừa huyết áp cao. Có rất nhiều nguy cơ làm tăng huyết áp. Huyết áp cao được ví như một kẻ giết người, gây nguy hại đến sức khỏe. Để ngăn ngừa huyết áp, bạn nên xoa bóp ngón tay áp út của bàn tay trái. Điều này có thể làm giảm chóng mặt do huyết áp cao, hạ huyết áp và bảo vệ tim. Nếu chóng mặt nghiêm trọng, bạn cũng có thể ấn lòng bàn tay, vì cơ quan tương ứng của lòng bàn tay là trái tim, có thể làm giảm áp lực lên tim. Ngoài ra, xoa bóp ngón áp út có tác dụng cải thiện các vấn đề về tiêu hóa và đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực. Thứ tư, tránh xa chứng mất ngủ. Thường xuyên xoa bóp gốc của ngón trỏ có thể làm giảm mệt mỏi não và cải thiện các triệu chứng mất ngủ. Tất nhiên, không phải là bạn có thể ngủ ngay lập tức bằng cách xoa bóp phần này. Nếu bạn bị mất ngủ, công việc này cần phải làm thường xuyên để kích thích não bộ, tiết ra hormone gây buồn ngủ, giúp bạn ngủ ngon hơn. Có rất nhiều cách để phòng ngừa và điều trị bệnh. Xoa bóp ngón tay rất đơn giản và không tốn thời gian. Thường xuyên thực hiện động tác này sẽ giúp cơ thể ngày càng khỏe mạnh. Thứ năm, giảm buồn nôn, tiêu chảy và táo bón. Thực hiện trà sát lòng bàn tay của bạn nhẹ nhàng bằng chuyển động quay bàn tay kia. Bạn cũng có thể áp hai lòng bàn tay để xoa và hít thở sâu 3 lần. Bài tập này làm giảm buồn nôn, căng thẳng và táo bón. Bệnh nhân ung thư đang điều trị nên áp dụng bài tập tay này. Thứ sáu, tăng năng lượng, cải thiện lưu lượng máu. Nhẹ nhàng ấn khu vực trung tâm của lòng bàn tay và các đầu ngón tay của bạn bằng cách đưa bàn tay áp sát nhau. Việc làm này sẽ làm tăng lưu lượng máu đến ruột và thận. Bài tập này cũng sẽ làm tăng sức mạnh cơ thể và sự tự tin. Thứ bảy, ngăn ngừa tăng sản vú. Nhiều phụ nữ bị tăng sản vú. Để ngăn ngừa tình trạng này, có cách đơn giản, đó là xoa bóp ngón trỏ bên tay phải, phần này tương ứng với ngực. Xoa bóp thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa khối u vú. Thứ 8, phòng ngừa và điều trị các bệnh về mắt. Mắt của chúng ta có một huyệt đạo kỳ diệu tương ứng với điểm lão nhãn. Điểm này nằm ở góc bên ngoài ngón tay út. Tất cả mọi lứa tuổi đều có thể xoa bóp huyệt đạo này thường xuyên sẽ rất có lợi cho mắt. Người già xoa bóp ngón tay út có thể giảm bớt chóng mặt. Người trẻ có thể giảm mỏi mắt, ngăn ngừa cận thị. Nếu bạn bị bệnh về mắt, ngoài việc điều trị tích cực, cũng có thể xoa bóp ngón tay út thường xuyên để giúp bệnh sớm hồi phục. Thứ 9, tránh xa viêm phế quản. Nơi mà khí quản tương ứng với ngón tay là đốt ngón tay thứ 3 của ngón đeo nhẫn. Thường xuyên xoa bóp ở nơi này có thể ngăn ngừa các bệnh về phế quản. Đặc biệt hiện nay, khi khói bụi và ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nhiều người có thói quen hút thuốc, phổi sẽ bị ảnh hưởng. Cần phải thường xuyên xoa bóp gốc ngón tay đeo nhẫn, có lợi cho sức khỏe của phế quản và phổi. Ngoài những công dụng trên, việc massage ngón tay thường xuyên còn giúp cho bạn giảm nhức đầu và stress, giảm bớt đau nhức cơ bắp cũng như giúp cơ thể ngày càng khỏe mạnh hơn. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. Ba nhóm người không nên uống nhiều nước kẻo ngộ độc oan. Thưa quý vị, nước là nguồn sống của cơ thể, vì 90% chúng ta là nước. Ta thường nghe nên uống nhiều nước, chứ ít khi thấy điều ngược lại. Tuy nhiên, có những tạng người không nên uống nước vô tội vạ kẻo phản tác dụng. Cụ thể như: 1. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng. Trong 6 tháng đầu đời, trẻ chỉ uống sữa mẹ, vì thế gần như không cần uống thêm nước. Nếu cứ cho trẻ uống nước với lượng như người lớn thì rất dễ ngộ độc nước, bị đầy bụng, khó tiêu, nôn chớ. Tuy nhiên, khi trẻ bị bệnh dẫn đến bú ít sữa hay ra mồ hôi quá nhiều,
thường xuyên bị nôn chớ và tiêu chảy, bạn có thể đến bệnh viện để hỏi bác sĩ xem có cần thiết uống một ít nước không. Nhưng hãy cẩn thận vì thận của trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Không nên cho trẻ sơ sinh vài tháng tuổi uống quá nhiều nước trong một lần. Hãy làm theo lời khuyên của bác sĩ. 2. Người vừa tập thể dục làm việc cường độ cao. Khi hoạt động thể chất ở cường độ cao, mồ hôi ra nhiều, ta thường muốn uống thật nhiều nước để bù đắp lượng nước đã mất. Tuy nhiên, mồ hôi tuôn ra còn có muối. Lúc này, nếu uống một lượng lớn nước trong thời gian ngắn mà không được bổ sung muối kịp thời, thì nồng độ các chất điện giải như ion natri trong máu giảm nhanh chóng, có thể gây nhiễm độc nước. Vì vậy, nên bổ sung nước vào khoảng 2 tiếng trước khi lao động mạnh để tránh bị mất nước sau đó. Nếu sau khi vận động ra nhiều mồ hôi thì không nên uống nhiều nước ngay. Thay vào đó, bạn có thể súc miệng bằng nước, làm ẩm miệng và họng, sau đó uống 50 đến 100ml nước muối nhạt hoặc nước khoáng ion có chứa điện giải. Nghỉ khoảng 30 phút, sau đó tăng dần lượng nước uống. Lưu ý, không uống nước đá hay trà đá khiến tình trạng mất cân bằng điện giải trầm trọng thêm. 3. Người bị rối loạn chức năng thận. Ta thường nghe uống nhiều nước bổ thận. Điều này chỉ đúng với người có quả thận khỏe mạnh, muốn tăng sức đề kháng và lọc thận thường xuyên. Còn người đã bị bệnh thận, chức năng suy giảm thì nên uống nước vừa phải, tránh bắt thận làm việc quá sức, đi tiểu quá nhiều khiến bệnh nặng thêm. Lúc này, bạn nên tham khảo lượng nước tiểu của ngày hôm trước và tình trạng phù nề để xác định lượng nước mình uống vào ngày hôm sau. Nếu lượng nước tiểu ngày hôm trước tương đối ít thì hôm sau nên hạn chế lượng nước lại. Việc uống nước nên tham khảo bác sĩ và tuân thủ nghiêm ngặt. Tóm lại, một người trưởng thành khỏe mạnh nên uống từ 1,8 đến 2 lít nước mỗi ngày, tương đương 7 đến 8 cốc nước lọc. Uống nhiều hay ít hơn cũng đều không tốt. Với 3 trường hợp đã kể trên, có thể giảm lượng nước uống lại một chút, tùy theo tình trạng của cơ thể. Xin chuyển đến nội dung cuối cùng của hôm nay. Ba kiểu ăn sáng hại gan thận kinh hoàng. 1. Bánh quẩy chiên. Người Việt có thói quen ăn bánh quẩy với cháo, phở, bún mà không hay biết rằng một chiếc bánh quẩy cũng có thể cung cấp lượng dầu mỡ ngang ngửa một bát phở bò. Bánh quẩy rất giàu tinh bột, lại được chiên trong chảo ngập dầu, hàm lượng chất béo xấu cực kỳ cao. Sáng đã ăn nhiều bánh quẩy thì bụng sẽ khó tiêu, gan phải làm việc rất vất vả, vừa có hại cho nội tạng, vừa tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Ngoài ra, hầu hết các loại bánh quẩy ngoài hàng còn chiên qua chiên lại với dầu cũ, dễ gây phản ứng oxy hóa, tăng cả nguy cơ ung thư. Nếu đi ăn bún hay phở thì nên bỏ qua bánh quẩy, chọn loại nước ít béo là tốt nhất. 2. Cơm chiên từ phần cơm thừa hôm trước. Nhiều gia đình thường tận dụng phần cơm thừa hôm trước để chiên cơm cho bữa sáng. Món này tuy nhanh gọn, thơm ngon nhưng cực kỳ độc cho cơ thể. Thứ nhất, cơm nguội để qua đêm dễ khiến các bào tử trong hạt gạo sản sinh trở lại, làm hại đường ruột. Thứ hai, nếu chiên cơm với các thực phẩm cũ từ bữa trước như trứng, thịt, rau đã chế biến, nguy cơ nhiễm muối nitrat độc hại càng cao. Muối này có thể hại thận, gan và tăng cả nguy cơ ung thư. Tốt nhất là nên hạn chế món ăn này. Nếu thật sự không có thời gian, hãy thay thế cơm rang cũ bằng những bữa sáng giản tiện như bánh mì, ngũ cốc, cố gắng ăn món còn tươi và nóng sốt cho buổi sáng. 3. Thức ăn vặt. Vào buổi sáng, nhiều người thường rất bận rộn nên họ thường không có thời gian để lựa chọn một bữa sáng hoàn hảo cho mình. Thói quen của nhiều người hay mua dự trữ một số loại đồ ăn nhẹ dạng chế biến sẵn giống như bánh quy, bim bim, sô-cô-la để tiện ăn sáng cho mình và con cái. Vấn đề của các loại đồ ăn vặt là nó cực kỳ nhiều đường hóa học. Khi cơ thể đang đói, insulin tụt giảm, lại đột ngột nạp vào một lượng đồ ngọt quá lớn thì đường huyết sẽ tăng vọt, rất dễ tăng cân và tiểu đường. Tốt nhất là nên hạn chế bánh kẹo và đồ ăn vặt vào bữa sáng, nên nấu món giàu đạm và sơ, ít gia vị. Thưa quý vị, do đặc điểm hay nhậu nhẹt, đàn ông dễ mắc bệnh gan hơn phụ nữ, nhưng cũng đầy bệnh nhân không rượu bia, ăn uống lành mạnh, gan vẫn sơ rỗ như tổ ong khi bước qua tuổi 30. Nguyên do là thói quen ăn sáng sai lầm.
buổi sáng được xem là thời điểm vàng để dưỡng gan. Nếu quý ông còn giữ những thói quen sau thì sống lành mạnh đến đâu cũng khiến gan xuống cấp nhanh chóng. 1. Bỏ bữa sáng. Quy tắc 3 bữa là một trong những cách cơ bản nhất để điều hòa gan. Sau khi ăn sáng, cơ thể sẽ có thời gian tiêu hóa thức ăn để chuyển thành năng lượng làm việc trong ngày. Nhưng nếu bạn bỏ bữa sáng thì các chất dinh dưỡng trong cơ thể sẽ bị thiếu hụt, từ đó làm máu chảy về gan không đủ, về lâu dài sẽ gây ra bệnh gan. Nếu không có thời gian ăn sáng hoặc khẩu vị giảm sút thì nhất định cũng phải ăn nhẹ một chiếc bánh hoặc uống một ly sữa. Tuyệt đối không được để bụng rỗng, đường huyết giảm sẽ khiến gan yếu cực nhanh. 2. Bữa sáng nhiều dầu mỡ. Nhịn ăn sáng không tốt, nhưng ăn quá nhiều lại càng hại gan gấp bội. Những món nhiều dầu mỡ được quý ông ưa thích thường là bánh quẩy, bánh rán, bánh gối đều là sát thủ với gan, đặc biệt vào thời điểm nhạy cảm như buổi sáng. Sau khi ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ được tiêu thụ sẽ làm tăng hàm lượng chất béo mà gan phải xử lý, từ đó có thể gây ra các vấn đề về gan, nhất là chứng gan nhiễm mỡ. Đặc biệt, nếu bạn ăn quá nhiều chất béo có nguồn gốc động vật thì sẽ có hại hơn, bởi khả năng phân giải của gan đối với loại chất béo này kém hơn rất nhiều so với chất béo có nguồn gốc thực vật. Chính vì thế, trong bữa sáng bạn cần tránh ăn quá nhiều chất béo từ những món chiên rán hay thịt mỡ. Tiếp theo đó là bơ sữa từ động vật. 3. Uống nước hoa quả quá nhiều. Chỉ uống hoặc ăn hoa quả nghe rất lành mạnh, nhưng nó cũng khiến gan nhận án tử cực nhanh. Bạn đừng lầm tưởng hoa quả với rau xanh, vì ngoài vitamin và chất xơ thì hơn một nửa thành phần hoa quả là đường. Khi ép nước, chất xơ sẽ càng bị loại bỏ, 90% là đường mà thôi. Ăn sáng nhiều đường không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn hại gan, gây tích tụ chất béo, dẫn đến các bệnh lý về gan và thận. Nghiên cứu khoa học cho thấy đường có thể gây hại cho gan tương đương với rượu, ngay cả khi bạn không bị thừa cân. Chính vì vậy, trong bữa sáng buộc phải ăn đủ các chất nhóm protein, tinh bột và chất xơ, không uống quá 200ml nước ép. Thưa quý vị, thông tin trên cũng đồng thời khép lại chương trình hôm nay. Hy vọng quý khán giả sẽ không chủ quan với những thói quen hàng ngày. Chúng dù nhỏ, nhưng nếu phát hiện kịp thời sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho sức khỏe của chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo của Sống Khỏe và Sống Tốt, cùng nhiều thông tin bổ ích khác.